Đằng sau bức màn hào nhoáng là một Dubai tối tăm và hà khắc. Chân tiên kính chào quý khán thính giả của TCT. Trong tập khám phá trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá về những điều không tưởng ở Dubai như chợ bán vàng, thức ăn dát vàng, taxi hay siêu xe, thậm chí là ATM rút vàng. Nhưng tất cả những điều hào nhoáng và xa hoa đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những người chưa biết đến Dubai hoặc mới chỉ du lịch một lần ở Dubai đều cho rằng đây là một thành phố đáng sống, đáng mơ ước và là thiên đường của trái đất. Nhưng bạn biết không, tất cả chúng chỉ là dối trá. Mặt tối của Dubai thì không phải ai cũng biết. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp về Dubai với một mặt hoàn toàn khác, không siêu xe dát vàng, dát kim cương, cũng không có những khách sạn cao chọc trời dát vàng và cũng không có người giàu, mà là một Dubai hoa lệ theo đúng nghĩa đen, là hoa với người giàu và lệ với người nghèo. Dubai kiểm duyệt truyền thông không kém Triều Tiên. Không ai có thể ngờ một thành phố xa xỉ vào loại bậc nhất thế giới lại có mức độ kiểm duyệt truyền thông gắt gao đến như vậy. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng sự thật là nó đang diễn ra tại Dubai, thành phố của những ông vua dầu mỏ. Sau ánh hào quang và những điều tốt đẹp của Dubai thì còn bao vấn đề tối tăm mà Dubai không muốn cho truyền thông biết đến. Ở đây, việc quay phim chụp ảnh bị hạn chế và kiểm duyệt cực kỳ chặt chẽ. Bạn sẽ có thể bị vào tù vì đơn giản là quay những cảnh xấu xí về thành phố Dubai. Ví dụ, một người nước ngoài kể rằng anh ta nhìn thấy hai kẻ móc túi bị người Ả Rập ném từ tầng 9 của một tòa cao ốc xuống. Nhưng kỳ lạ là không có bất cứ một phương tiện truyền thông Dubai nào đưa tin. Ở nơi đây chỉ có những thông tin tốt đẹp, những màn tối phía sau hậu trường đều bị che giấu. Toàn bộ các ứng dụng mạng xã hội gọi video như Skype bị cấm ở nước này vì chính phủ không thể kiểm soát được thông tin. Người không biết thường cho rằng Dubai là thiên đường hưởng thụ cuộc sống đáng mơ ước. Thế nhưng, kỳ thực Dubai không khác gì Triều Tiên, nơi không có quyền tự do và mọi thứ đều bị kiểm soát. Kiểm soát thông tin chỉ là một mặt tối. Ở Dubai còn có những điều khiến bạn sốc hơn nữa. Đây không khác gì một Triều Tiên thứ hai. Nhưng có điều, chỉ người trong cuộc mới thấm thía. Dubai không hề hào nhoáng như những gì chúng ta tưởng tượng. Những nơi xa xỉ và đắt đỏ ở Dubai chỉ là hình ảnh mà chính quyền nơi đây muốn để cả thế giới nhìn thấy. Còn thực tế thì những khu giàu có chỉ chiếm một phần nhỏ của Dubai. Còn phần lớn diện tích nơi đây là những khu ổ chuột dành cho những tầng lớp thấp sống chui rúc ở đây. Dubai không hiện đại như những gì chúng ta nghĩ. Họ không hề có hệ thống kênh mương, mà tất cả chất thải đều chứa trong bể và được đưa đi xử lý bằng cách trực tiếp thải ra môi trường sa mạc tự nhiên. Những tài xế chở phân phải ngủ hàng tuần liền trên xe để đợi cho xe tải đầy chất thải rồi mới chở đi. Điều này đáng quan ngại ở Dubai khi chỉ chú tâm phát triển kinh tế mà không chăm lo đời sống nhân dân. Do vậy mà nơi đây chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng lớn. Người giàu thì càng ngày càng giàu, còn người nghèo thì càng ngày càng nghèo. Dubai phân biệt chủng tộc một cách sâu sắc. Đời sống của người dân Dubai không được đầu tư chăm sóc. Trong xã hội, họ phân giai cấp thành 4 giai cấp ngầm. Giai cấp đẳng cấp là nhóm những người Ả Rập bản địa. Họ được hưởng mọi đặc quyền y tế, giáo dục miễn phí và rất được tôn trọng trong xã hội. Nếu tầng lớp thấp đắc tội với họ thì hình phạt có thể sẽ là đi tù. Giai cấp thứ hai được tôn trọng là những người phương Tây da trắng. Nếu cùng làm công ty với chuyên môn và năng lực như nhau thì những người da trắng luôn luôn được hưởng mức lương cao hơn rất nhiều lần so với những người ở đẳng cấp dưới. Đẳng cấp thứ ba là những người Ả Rập từ nước khác về đây sinh sống. Họ được đối xử như một công dân bình thường nơi đây. Một số người Ả Rập thuộc đẳng cấp này thường không muốn làm việc và chờ đợi sự trợ cấp của xã hội. Tầng lớp cuối cùng là thấp nhất, là những người đi xuất khẩu lao động đến từ các nước châu Á như Ấn Độ, Pakistan và thật đáng buồn thay, trong đó có cả người Việt Nam chúng ta. Họ là những người không được tôn trọng và không có tiếng nói. Một số người phụ nữ phải làm việc 21 giờ một ngày. Một số khác không được ăn uống đầy đủ, thậm chí là bị bạo lực. Một người giấu tên chia sẻ lại rằng, ông chủ Dubai đã đánh tôi sau 2 tuần làm việc chỉ vì những lỗi rất nhỏ. Trong xã hội hiện đại, người ta chỉ vì lợi ích mà lừa người khác, đẩy người ta vào cùng đường mặt lộ. Nhưng cũng đáng buồn
vì những người đi xuất khẩu lao động cũng nhẹ dạ cả tin. Mới nghe vài lời mà đã tin rằng đi xuất khẩu lao động Dubai tiền lương sẽ cao, cuộc sống sẽ đổi đời. Thế nhưng thực tế thì họ chỉ được trả mức lương bèo bọt và bị bạo hành. Họ không thể trở về quê hương bởi những ông chủ, bà chủ đã lấy đi hộ chiếu của họ. Họ chỉ còn cách lao động để tồn tại. Quả đúng là hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Chính vì vậy mà những câu chuyện làm giàu sau một đêm, đổi đời khi sang nước ngoài là những câu chuyện không có thực. Ai ai cũng đều cần làm việc chăm chỉ, bỏ ra công sức xứng đáng thì mới có được quả ngọt. Cộng thêm đó là sống thiện lương, biết nghĩ cho người khác thì cuộc sống mới có thể vui vẻ và hạnh phúc. Những lời ngon tiếng ngọt nói với bạn rằng không cần vất vả mà vẫn có tiền, được hưởng thụ, có lẽ chỉ là những lời lừa dối. Chỉ có chân chính làm ra bằng mồ hôi, trí óc và sức sáng tạo mới là thành quả thực sự. Dubai được thiết kế để moi tiền người nước ngoài. Những dịch vụ dành cho khách du lịch nước ngoài thực chất là cách mà Dubai kiếm tiền từ bạn. Trên thực tế, điều này không sai. Họ đánh trúng vào tâm lý, muốn hưởng thụ cuộc sống giàu sang và xa hoa của bạn. Chính tâm lý này khiến nhiều người liều mình chi tiền mạnh tay để hưởng thụ, ví như đắp mặt nạ dát vàng, đi siêu xe, ở khách sạn dát vàng, ăn thức ăn dát vàng hay sử dụng dịch vụ rút vàng ở cây ATM. Nhưng nhiều du khách đã phát hiện ra rằng rút vàng ở cây ATM của Dubai, sau đó mang về nước mình đem bán thì vàng này giá trị không cao. Điều này khiến nhiều du khách hụt hẫng bởi số tiền mà họ có đã đổ hết vào Dubai. Tất nhiên, du khách nào đã định đặt chân đến Dubai đều là khách có tiền, nhưng đều không khỏi thốt lên vì sự hoang phí của thành phố này. Quả đúng như câu nói, kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Đến Dubai thì có thể tiêu hao hết gần nửa tài sản của bạn. Ngoài ra, những người lao động đến Dubai phải đóng bất kỳ loại thuế nào mà chính quyền yêu cầu. Họ không được phép thắc mắc. Nếu một người giàu hết tiền thì họ sẽ sớm phải rời Dubai bởi mức độ sống nơi đây cực kỳ đắt đỏ. Nhưng điều kỳ lạ nhất ở Dubai không nhắc đến là họ không chỉ thu phí của mỗi người giàu mà cả người nghèo cũng phải đóng thuế. Dubai không cấp hộ khẩu thường trú cho người nước ngoài. Một điều nghịch lý là dù bạn giàu có hay sống ở Dubai lâu đến đâu, nhưng nếu bạn là người nước ngoài thì bạn sẽ không được Dubai công nhận là công dân của thành phố này. Một người kể rằng cha anh ta đã sống ở Dubai 44 năm. Sau khi về hưu thì ông đã bị trục xuất khỏi thành phố này và không được phép sống ở đây. Bất cứ ai cũng không có ngoại lệ dù họ đã cống hiến hết mình cho thành phố. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều người muốn đến sống ở Dubai. Có lẽ là vì sự hào nhoáng xa hoa của thành phố này chăng? Nếu quý vị biết nguyên nhân, xin hãy bình luận bên dưới cho TCT và mọi người cùng được biết. Dubai có những luật lệ vô lý và hà khắc. Nếu bạn là người nước ngoài đến Dubai thì bạn sẽ rất dễ được vào tù. Bởi nếu bạn tranh cãi với một người bản địa, ngay cả khi bạn đúng, bạn vẫn phải vào tù. Nếu bạn là phụ nữ mà bị người Ả Rập bản địa xâm hại, bạn tố cáo người đó thì bạn cũng sẽ bị đi tù. Ngoài ra, bạn cũng sẽ được đi tù nếu thảo luận tôn giáo, chụp ảnh, quay phim, thể hiện tình cảm nơi công cộng. Thậm chí làm từ thiện cũng có thể đi tù ngay lập tức. Uống rượu mà không được cấp phép, bạn cũng có thể đi tù. Phụ nữ Dubai không được ăn mặc hở hang, nếu không cũng bị đi tù. Hay một người đàn ông thực hiện hành động hô hấp cứu người bạn gái thì anh ta cũng bị đi tù, bất kể cho anh ta có cố gắng chứng minh như thế nào. Ở Dubai có hàng nghìn lý do có thể giúp bạn đi tù, nhưng chính những điều này càng khiến du khách nước ngoài tò mò về thành phố hoa và lệ của Dubai. Kính thưa quý vị, 6 sự thật trên về Dubai có khiến quý vị cảm thấy bàng hoàng về một thành phố xa hoa mà lại có quá nhiều góc khuất đến vậy không ạ? Quý vị có cảm nghĩ như thế nào về Dubai? Xin hãy để lại ý kiến của mình vào phần bình luận bên dưới. Trần Tiến xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chủ đề khám phá tiếp theo.